Đó. Này, nãy giờ đợi thiệt lâu nó mới được con này. Quá đã luôn. Đó, hai con nha các bạn. Nãy được con với vợ con nữa, hai con. Rồi, hello. Chào bạn. Bữa nay mình giúp gì ra ngoài cái kênh này nữa nè. Hôm nay cũng gì câu giật cũng nhiều các bạn. Bữa thấp nào cũng phải 4-5 con các bạn. Đó. Hiện tại giờ là có 4 mấy gần 5 giờ mà vẫn còn nắng các bạn. Nắng đỏ chét mặt luôn. Này. Hiện tại có một con nó bị cái phao câu mình, nhưng mà điều không biết là cá lớn hay cá nhỏ các bạn. Đó, đó cái phao còn vàng á. Nó bị chạy 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 đó. Được rồi. Đây, đây, đây. Tại con nó giật cái phao này các bạn. Rồi. Bị giật rồi. Cái gì nữa rồi? Đây 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 bạn. Rồi, tới rồi. Đây đây, đây đây, 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 có con nè. À, nè nè. Mày hả bự? Trời ơi trời. Cũng đâu bự lắm hay giờ nó chút xíu rồi. Chút nãy giờ ngầu đợi lâu lắm rồi được cá vậy nè. Bây giờ thì nó đồng mằng thì nó ăn nữa nha bạn. Cái cần câu máy của Di hiện tại nó đang ăn nè bạn. Đó. Rồi đang thủ thế giật nó. Chung là nãy giờ đợi lâu lắm rồi các bạn. Quá sao lâu luôn. Ô dính rồi. dính rồi nghe các bạn. Chung là cuối cùng mình ngầu từ hồ sớm tới giờ, tới bây giờ nó mới ăn này. quá to luôn, quá đã. Ở đây cần cảnh lúc gì chứ, ấy cần câu đốt mắt luôn. Nhưng mà nó cần câu nó chắc cá nhỏ. Đó. Ý, được một em. Nói chung là bữa nào cũng gì cũng câu thấp nào cũng phải 5-6 con nữa bạn. Nhưng mà mình nói đi làm rồi mình không có ở nhà. Hôm nay chiều được rảnh. Hôm nay là cũng gì làm cái kinh này chắc cũng cả 10 mấy ký rồi nha các bạn. Đó, chứ không ít nha. Cứ bữa làm 3 ký 2-3 ký nha các bạn. Đó, rồi đây là lan dính nữa mình quay lại cho các bạn xem. Chung là bữa nay mình canh cái giờ nó gị gị cái mình bật máy lên quay cho cận cảnh cho các bạn xem nha. Rồi đây đây. Đây là chuẩn bị nó ăn một con nữa các bạn. Đó. Phao tút của đó mình không thấy được các bạn. Phao tút của đó. Đó, trắng của đó.
Rồi đây, đây này các bạn. Nãy giờ mình lên đường con này. Đó. Đó. Xém xảy xuống rồi nó nhảy xuống ruộng này cũng gì là đặt chụp ở đây. Ừ trời. Nãy giờ ngầu đợi thiệt lâu luôn mới được con các bạn. Đợi thiệt lâu luôn. Đó. Đây nè, nãy giờ đợi thiệt lâu luôn mới được con này. Quá đã luôn. Đó, hai con nha các bạn. Nãy đường con với vợ con nữa, hai con. Đâu vô, vô. Ây da, vô. Đó, hai con. Nhưng mà xuống đây trên đâu chạy khỏi. Nhưng mà cái con máy thường thường nó ăn nhiều ra, đang ăn nhiều các bạn. Nó đang đó đó. Nhưng mà sao bữa nay nó lại ít, hơi ít. Rồi, đây nè các bạn. Đây đây đang con này. Nó lại. Ô quá bự luôn. Ê. Nó rồi. Trời ơi. Sao vậy xảy ra các bạn? Quá uổng luôn. Cá này mình mất quay cho mình không có quay thì mình bắt được nó đâu mà. Ừ dạ. Rồi, đây các bạn. Nãy giờ mình giúp gì cũng câu tới 11 giờ rồi. Tối 11 giờ luôn, mặt trăng lên luôn rồi bạn. Nãy không có mặt trăng giờ mặt trăng lên luôn trời. Đó. Sáng giới luôn. Đó. Rồi thôi thì mấy em nãy giờ cũng câu được hai ba con rồi. Nãy nó xảy hai con luôn các bạn. Nó xảy hai con chà bá lửa luôn. Đó. Dỡ lên cho bạn xem nè. Đó. Đây. Đó, đây các bạn. Tại là mình được ba con các bạn. Nãy xảy hai con ba lớn luôn nè. Nó xảy lên dở lên tới miếng bờ này luôn nhưng mà nó lại xảy các bạn. Nó tới đây rớt xuống. Chúng mình nãy cái lưới câu trước đó mình gắn là hơi nhỏ quá. Bằng cái này nè, dở lên thiệt bự luôn. Đó, rồi, rồi thì video mình tới đây mình khép lại video tới đây các bạn. Cũng kia rồi. Hai anh em mình về ngủ các bạn. Mình giúp gì về ngủ. Rồi, có một chút bạn xem video vui vẻ. Rồi, bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh 200 Lốc của mình nha các bạn. Để mình có động lực làm nhiều những clip cho bạn xem. Giờ thì mình xin khép lại clip tới đây. Và hẹn lại các bạn những clip tiếp theo. Rồi, bye bye. Bye bye.